Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cho thấy nắng nóng bao trùm cả nước. Chưa có năm nào cả nước cùng xảy ra nắng nóng dịp 30 tháng 4. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, kỳ nghỉ lễ năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Theo thống kê của chúng tôi, chưa có năm nào cả ba miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ông Hưởng nhấn mạnh, theo trưởng phòng dự báo thời tiết, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, ở Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng, phía Đông Bắc Bộ có khả năng cao tới 37 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung nhiệt độ cao hơn với nền nhiệt từ 37 đến 39 độ. Khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nhiệt độ có thể lên đến 40 đến 41 độ. Chúng tôi cũng dự báo đêm 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5, nền nhiệt cao tương tác với khối lượng không khí lạnh yếu sẽ xảy ra hiện tượng mưa, dông, lốc ở Bắc Bộ, trọng tâm ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Ông Hưởng thông tin. Ở phía Nam, trong những ngày đầu tháng 5, gió mùa mưa Tây Nam sẽ hoạt động, bắt đầu gây mưa dông chuyển mùa ở Tây Nguyên, Nam Bộ. Nghĩa là từ đầu tháng 5, nắng nóng sẽ giảm nhưng mưa dông, lốc xét, mưa đá sẽ gia tăng. Nguyên nhân nắng nóng đợt này do chịu hiện tượng El Nino làm nền nhiệt cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, đồng thời chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây. Thời gian vừa qua ở khu vực Bắc Bộ thường xuất hiện các trận mưa dông kèm mưa đá, đặc biệt là từ khoảng 15h30 đến 17 giờ ngày 24 tháng 4. Khu vực huyện Vân Hồ, Sơn La, khu vực huyện Mai Châu của Hòa Bình đã xuất hiện một đợt mưa rào và dông mạnh, kèm theo mưa đá trên diện rộng, gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân. Lý giải về nguyên nhân của đợt mưa dông, mưa đá tại khu vực này, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết. Giai đoạn vừa qua, nền nhiệt cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm. Thống kê trong 20 ngày đầu của tháng 4 này, nền nhiệt trên cả nước, nhất là khu vực Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 độ, có nơi cao hơn 4 độ. Với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm như vậy, cộng thêm tác động của đợt sóng lạnh yếu từ phía Bắc di chuyển xuống gây ra hiện tượng mưa đá, lốc sét ở hầu các khu vực trên cả nước. Trong đó có khu vực huyện Vân Hồ của tỉnh Sơn La, khốc liệt hơn hẳn so với trung bình nhiều năm. Ông Hưởng nhận định. Theo ông Hưởng, hiện tượng dông lốc, mưa đá khó có thể dự báo xa được, nhưng có thể cảnh báo trước khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Dự báo thời gian tới, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá khả năng còn xảy ra nhiều và mãnh liệt. Ở các tỉnh miền Bắc sẽ tập trung ở khoảng tháng 4, tháng 5 và nửa đầu tháng 6. Tây Nguyên và Nam Bộ tập trung vào tháng 5 vì đang trong giai đoạn giao mùa. Dự báo năm nay nhiệt độ nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm nên hiện tượng dông lốc, sét này xảy ra nhiều và mãnh liệt hơn so với các năm rất nhiều. Sáng ngày 26 tháng 4, một số nơi ở thành phố Hồ Chí Minh như quận 1, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa. Tuy cơn mưa xảy ra nhanh và nhanh chóng chấm dứt. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam hơn vì bộ phận áp cao lạnh suy yếu. Nguyên nhân gây mưa ở thành phố Hồ Chí Minh sáng nay là do có gió Đông Nam kết hợp với ẩm nên xảy ra mưa trái mùa. Nhưng những cơn mưa này chỉ thoáng qua là kết thúc. Trong những ngày tới cũng có thể xảy ra những cơn mưa thoáng qua tương tự. Ông Lê Đình Quyết nói, theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, Nam Bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, trời tiếp tục khô hạn kéo dài, độ ẩm không khí xuống thấp, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, cũng như là nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao. Riêng 2 đến 3 ngày nữa, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 26 tháng 4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 45%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Riêng khu vực miền Bắc bắt đầu nắng mạnh, nền nhiệt tăng từ 2 đến 3 độ so với hôm trước. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Ngày 26 tháng 4, phía Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 39 độ.
độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng và chiều ít mây, nắng nóng gay gắt, về đêm có mây, độ ẩm cao. Chỉ số UV tại các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên, có thể đến mức 13, nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Theo dự báo, tại Nam Bộ, tổng lượng mưa trong mùa mưa năm nay cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng từ 5 đến 15%, tập trung vào giai đoạn tháng 7 đến tháng 11. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm 2024 đến nay ở khu vực Nam Bộ, hầu như không có mưa, nắng nóng xuất hiện kéo dài. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khả năng El Nino chuyển pha trung tính trong khoảng tháng 4 đến tháng 6 với xác suất 82%. Do chịu tác động của hiện tượng El Nino nên thời gian này trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến có thể cao hơn khoảng từ 1 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tại Nam Bộ, từ tháng 6 đến tháng 8, khả năng sẽ chuyển sang La Nina với xác suất 63% và tiếp tục có xu hướng tăng trong những tháng sau đó. Đối ngược với hiện tượng El Nino là hiện tượng La Nina sẽ xảy ra tình trạng mưa nhiều, có xu hướng diễn ra sau các đợt El Nino mạnh. Theo dự báo tại Nam Bộ, tổng lượng mưa trong mùa mưa năm nay cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 5 đến 15%, tập trung vào nửa cuối mùa mưa, giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11, khả năng sẽ có những đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Cà Mau, Kiên Giang. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.